Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, nếu bạn có sẵn 20 triệu trong tay, bạn sẽ làm gì? Mua một món đồ có giá trị lớn mình yêu thích, hay đầu tư vào lớp học kỹ năng nào đó, hay đơn giản là mang chúng đi tiết kiệm? Thế nhưng, đã bao giờ nảy ra ý tưởng sẽ kinh doanh từ số vốn 20 triệu hay chưa? Mặc dù đây không phải con số quá lớn để bắt đầu cho một công việc kinh doanh nào đó, nhưng số vốn này hoàn toàn có thể đem cho bạn lợi nhuận hàng chục triệu mỗi tháng đấy. Nếu bạn biết đầu tư kinh doanh thận trọng, khôn ngoan và biết cách đầu tư hiệu quả thì số vốn bao nhiêu không là vấn đề quá lớn đâu. Tuy nhiên, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Cũng biết rằng kinh doanh là con đường ngắn nhất để tiến tới sự thành công và giàu có, nhưng không phải ai cũng biết nên kinh doanh như thế nào để thu được lợi nhuận lớn các bạn ạ. Vậy cầm 20 triệu trong tay thì kinh doanh gì hiệu quả, thu lãi khủng, lựa chọn mặt hàng nào để buôn bán mà ít rủi ro nhất? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Một, kinh doanh phụ kiện điện thoại. Phụ kiện cho điện thoại không chỉ đòi hỏi về mặt thời trang mà còn phải bền, hợp túi tiền, mang lại nhiều tiện ích. Đa phần mọi người thường tìm mua phụ kiện cho giấy yêu để biết cách lựa chọn sản phẩm hội tụ đầy đủ các tiêu chí. Chưa kể đến việc sự phát triển công nghệ như vũ bão thúc đẩy sự ra đời liên tiếp của nhiều dòng smartphone mới. Muốn kinh doanh phụ kiện điện thoại, bạn nhất định phải có hiểu biết về các đời máy, tính năng của từng dòng để tư vấn khách hàng mua phụ kiện. Bên cạnh đó, với mức vốn đầu tư khá khiêm tốn như thế này, bạn cần phải nghiên cứu rõ thị trường cũng như mục tiêu của mình. Phải tìm hiểu trên thị trường hiện nay người dùng thích dòng sản phẩm nào để chủ động lấy hàng. Chi phí lấy hàng ban đầu có thể rơi vào khoảng 10-15 triệu. Nếu không có điều kiện thuê mặt bằng, bạn có thể chọn kinh doanh phụ kiện điện thoại online để giảm bớt chi phí. Hiện nay có rất nhiều người bán hàng online thông qua Facebook hoặc Zalo. Chỉ cần thuê chạy quảng cáo là bạn đã có thể tăng rất nhiều lợi nhuận rồi. Ngoài ra, bạn có thể đăng bán trên các trang mạng thương mại điện tử như Shopee, Chợ Tốt, Sendo, Tiki, Lazada, v.v. để tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng cho shop. Kinh nghiệm kinh doanh thành công chính là biết chọn địa điểm thích hợp. Bạn có thể chọn địa điểm tại các chợ sinh viên lớn như Chợ Xanh Cầu Giấy, Chợ Phùng Khoang, Chợ Đồng Xuân. Mở shop gần các trường đại học, cao đẳng, các khu đông dân cư. Vì đây là mặt hàng giá rẻ, thích hợp cho đối tượng trẻ nên chủ yếu được sinh viên ưa chuộng nhiều. Nếu không có điều kiện thuê shop ở đường chính thì có thể chọn trong ngõ nhưng đông dân cư, đông sinh viên thuê trọ cũng rất hợp lý. 2. Kinh doanh đồ ăn vặt online. Đây được cho là ý tưởng kinh doanh ít vốn nhưng bắt kịp và phù hợp với xu thế hiện đại. Nhu cầu ăn uống nói chung và nhu cầu ăn vặt nói riêng đang lớn dần, nhất là đối với các chị em làm việc tại các khu vực văn phòng. Hình thức tiếp cận hợp lý nhất là kinh doanh online bởi sự tiện lợi cũng như nhanh gọn của các mạng xã hội như Facebook hay Zalo. Các bạn cần nhớ rằng, muốn kinh doanh được mảng ý tưởng này thì bạn phải tận dụng thời gian càng nhanh càng tốt. Chỉ cần order trên mạng xã hội, fanpage hay một cuộc điện thoại thì đồ ăn, đồ uống phải ship tận nơi trong thời gian ngắn nhất. Tất nhiên, việc khảo sát đánh giá thị trường không bao giờ là thừa cho sự ra đời cũng như phát triển dịch vụ của bạn. Hãy cân nhắc thật kỹ điểm mạnh cũng như đối tượng hướng đến là những ai trước khi bắt đầu. Nắm bắt xu hướng loại đồ uống, đồ ăn vặt nào đang thịnh hành cũng như tham khảo ý kiến của bạn bè người thân để cho ra phương thức tiếp cận hợp lý nhất. Chắc chắn là những điều cần thiết để phát triển bền vững cùng ý tưởng này và cũng sẽ giúp bạn kinh doanh thành công đấy. 3. Bán đồ ăn sáng. Nếu chưa biết kinh doanh gì với 20 triệu để có lời thì bán đồ ăn sáng có thể là một sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Đây là loại hình buôn bán đồ ăn thu lợi nhuận lớn, không sợ lỗ mà kinh phí đầu tư không nhiều. Bạn chỉ cần đầu tư một số đồ dùng phục vụ cho việc nấu nướng, cùng với việc đầu tư mua một chiếc xe kéo nhỏ để tiện cho việc di chuyển cũng như để đồ đạc. Đồng thời để tiết kiệm chi phí, bạn nên mua xe cũ của những người có nhu cầu thanh lý. Nếu có đất rộng thì bạn cũng có thể đặt mấy chiếc bàn cho khách ngồi ăn trực tiếp. Đồ ăn sáng ở cổng trường hay gần các cơ quan cũng không cần phải quá cao sang, chỉ cần có những món ăn đơn giản như xôi, cháo, bánh rán, bánh giò, v.v. Đồ ăn sáng đa dạng một chút sẽ đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn. Hình thức mở quán ăn vỉa hè với những món ăn sáng quen thuộc như xôi, bánh mì, trứng vịt lộn tuy đơn giản nhưng đang trở thành nghề kinh doanh hot kiếm tiền triệu mỗi ngày. Những khu vực đông đúc như cổng bệnh viện, cổng trường học tập trung nhiều người luôn là những địa điểm mang lại lượng khách hàng đảm bảo. Lượng khách hàng này có nhu cầu nhưng không có điều kiện, thời gian nấu nướng. Chỉ với mức giá rất bình dân từ 5 đến 15k, quán ăn sáng của bạn có thể tiếp cận tới gần như tất cả đối tượng có nhu cầu. Đơn giản nhưng sự thật, đây là ý tưởng kinh doanh ít vốn nhưng hốt bạc mà bạn nên bắt tay ngay lập tức nếu muốn kinh doanh với số vốn ít ỏi.
4. Kinh doanh quần áo thiết kế. Ngày nay, mọi người thường có xu hướng ăn ngon mặc đẹp. Những bộ trang phục tự thiết kế, đẹp, độc lạ sẽ là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ thời trang. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để mang về cho mình những bộ quần áo có thiết kế tinh tế và đẹp mắt. Nếu bạn có gu thời trang cũng như óc thẩm mỹ tốt thì khởi nghiệp bằng công việc kinh doanh với số vốn 20 triệu đồng với quần áo thiết kế sẽ là lựa chọn hứa hẹn đem đến cho bạn lợi nhuận khủng. Thời gian đầu mới bắt đầu với dự án kinh doanh vốn 20 triệu, khi chưa có tiền mua máy móc cũng như thuê nhân công may quần áo, bạn hãy liên hệ với những xưởng may mặc gia công, quần áo thuê may với số lượng ít từ 20 đến 100 sản phẩm. Giá may của mỗi sản phẩm sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 50k, tùy theo sản phẩm bạn may là váy, áo, quần, cũng như độ phức tạp cầu kỳ trong quá trình may mặc. Với số vốn ban đầu chỉ có 20 triệu, bạn nên chọn may khoảng tầm 30 mẫu thôi. Để biết nên mua chất liệu vải gì, mua bao nhiêu là đủ, chi phí mua vải khoảng bao nhiêu là hợp lý nhất, bạn nên liên hệ các xưởng may để được tư vấn và có lựa chọn chính xác nhất. Hãy mua nhiều loại vải đẹp, độc lạ trong các cửa hàng cân ký vải để tiết kiệm chi phí. Đồng thời, những loại vải đẹp có thể giúp cho những bộ trang phục của bạn trở nên đẹp mắt hơn, ít bị trùng lặp, đem đến nhiều sự lựa chọn hợp cho khách hàng. Vốn đầu tư mua vải chiếm khoảng tầm 10 triệu, số tiền còn lại sẽ là tiền để chi trả chi phí cho xưởng may. Nếu tìm được cơ sở hợp tác nào cho nợ tiền may trả dần thì bạn nên đầu tư may luôn 50 sản phẩm để giảm giá tiền may cũng như đa dạng sản phẩm bày bán. Để giúp sản phẩm tự thiết kế của bạn đến gần với khách hàng hơn, bạn nên bán sản phẩm online trên các trang mạng xã hội. Facebook là một trong những kênh bán hàng online hiệu quả nhất mà bạn không nên bỏ qua. Giá bán những bộ quần áo thường dao động trong khoảng từ 200.000 đến 500.000 đồng, lãi nhiều lần so với tiền vốn để bạn có đủ kinh phí duy trì, phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh quần áo tự thiết kế của mình. Nếu sản phẩm của bạn thực sự đẹp, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, thì bạn hoàn toàn có thể thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Thậm chí còn hơn thế nữa, rất nhiều với ý tưởng kinh doanh gì với 20 triệu đồng. Và để khám phá và học hỏi được thêm nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo hơn nữa, các bạn đừng bỏ lỡ một người bạn thân thiết, đó là chiếc USB sách nói nhỏ xinh. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị, marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Nhiều người yêu thích kinh doanh nhưng lý do khiến họ không theo đuổi ước mơ là vì cho rằng khởi nghiệp sẽ cần một khoản chi phí rất lớn, nhưng họ đã lầm đấy các bạn ạ. Có rất nhiều công việc kinh doanh ít vốn bạn có thể tham gia ngay, miễn là bạn nỗ lực hết mình. 4 ý tưởng kinh doanh đầu tiên đã được bật mí với các bạn rồi. Bạn có thấy rằng đấy là những mô hình kinh doanh rất phổ biến và được ưa chuộng hiện nay hay không? Hơn nữa, với 20 triệu chỉ cần tính toán kỹ càng và chi tiêu hợp lý thì có thể làm nhân số vốn ấy lên gấp rất nhiều lần. Quan trọng là biết chọn con đường đi đúng mà thôi. Bạn có đang nhen nhóm ý tưởng làm kinh doanh hay không? Bạn có muốn hô biến 20 triệu thành 200 triệu, thậm chí là 2 tỷ nhanh chóng? Vậy còn những ý tưởng kinh doanh nào chỉ cần bỏ vốn ít nhưng sinh lời nhiều? Các bạn hãy cùng bí quyết thành công theo dõi trong phần tiếp theo ngay sau đây nhé! 5. Kinh doanh trà đá. Trà đá được biết đến là một mặt hàng siêu lợi nhuận với số vốn khá ít. Nếu tính ra cho những nguyên liệu phải chuẩn bị chỉ tốn của bạn 1 triệu một ngày, tiền còn lại sẽ là mua ghế nhựa. Trung bình vào khoảng 5.000 đồng bạn sẽ có một chiếc ghế. Nếu mua theo bộ có cả bàn sẽ là 3 triệu đồng với 10 bộ. Tuy nhiên, kinh doanh gì với mặt hàng này bạn sẽ mất tiền thuê mặt bằng hẳn hoi để tránh rơi vào những trường hợp sai quy định của pháp luật. Với địa điểm đắt khách như tại các trường đại học thường đến 6 triệu đồng cho 15m² và giảm dần tại các khu vực khác ít khách hơn. Có nhiều chỗ còn đắt hơn nhiều. Chi phí để đầu tư mở một quán trà đá bao gồm chi phí nguyên liệu như chè, phích nước sôi, giỏ hàng, vài chục cốc, ca nhựa, một số ghế nhựa hoặc thậm chí chỉ là những viên đá được bọc giấy, vân vân. Tất cả chỉ vỏn vẹn từ 1 đến 2 triệu đồng. Đừng lo về việc quán của bạn quá sơ sài vì có lẽ chính sự đơn giản, bụi bụi này lại làm tăng tính thuận tiện đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Không mất chi phí thuê mặt bằng bởi có thể tận dụng vỉa hè hay khu vực công viên để làm địa điểm. Chi phí bỏ ra khiêm tốn nhưng lợi nhuận thu về hoàn toàn đáng nể đấy. Một cốc trà đá có giá 3.000 đồng, một khu vực bình thường nhất cũng có thể bán hàng trăm cốc. Trừ mọi chi phí đi, việc bỏ túi từ vài trăm đến tiền triệu mỗi ngày là không phải bàn cãi. Chỉ sau vài tháng kinh doanh gì với 20 triệu, với mặt hàng này, bạn có thể có thu nhập trung bình 10 triệu đồng một tháng. Có khi sẽ còn cao hơn nữa. 6. Kinh doanh đồ nướng.
Nếu bạn đang không biết kinh doanh gì với 20 triệu, thì kinh doanh đồ nướng sẽ là mặt hàng thích hợp giúp bạn kiếm lợi nhuận với 20 triệu của mình. Chẳng phân biệt thời tiết xuân, hạ, thu, đông, kinh doanh đồ nướng vỉa hè Hà Nội lúc nào cũng đầm nượp khách ra vào qua lại. Tuy nhiên, lượng khách đi ăn đồ nướng vào mùa lạnh vẫn đông hơn hẳn. Mặt hàng kinh doanh này phù hợp tại các khu vực gần trường đại học hoặc các chợ. Đây là địa điểm tụ tập giá rẻ của khá nhiều bạn trẻ và mặt bằng không cần quá rộng. Kinh doanh mặt hàng này kèm với bánh mì cũng khá hút khách. Với một cửa hàng nhỏ số vốn 20 triệu, bạn sẽ mất khoảng 3 triệu đồng thuê mặt bằng mỗi tháng. Có thể kèm thêm một vài chiếc ghế hoặc bộ bàn ghế tùy theo nhu cầu của bạn. Số tiền còn lại bạn nên để dành thuê nhân viên theo giờ và mua nguyên liệu. 7. Mở cửa hàng trái cây. Mô hình kinh doanh với vốn 20 triệu này thích hợp cho những ai có sẵn mặt bằng kinh doanh. Không cần quá lớn, khoảng 8-9m² là đủ. Bạn có thể tiết kiệm được tiền thuê hàng tháng và không cần mất công sức trang trí cửa hàng, vì đây là mặt hàng không quá chú trọng điều đó. Tiếp theo là khoảng 10 triệu đầu tư cho trang thiết bị lạnh bảo quản trái cây, như vậy sẽ khiến chúng được lâu hơn và cũng là lấy uy tín cho khách hàng, rằng sản phẩm của bạn lúc nào cũng tươi ngon. Kinh doanh với vốn 20 triệu bằng mặt hàng trái cây này là một đặc điểm mà mặt hàng có thể xoay vòng nhanh nên không lo hết vốn. Để có được lượng khách hàng nhiều nên kinh doanh bán lẻ kết hợp với một số địa điểm chuyên lấy hoa quả. Như vậy sẽ đảm bảo đầu ra ổn định, có thể là tại các doanh nghiệp hoặc các nhà ăn bình dân. Kinh doanh với vốn 20 triệu với mặt hàng này cần đảm bảo được chất lượng hàng tốt là các phiên chợ đầu mối vào sáng sớm, hàng rẻ và chất lượng hàng tốt hơn. 8. Mở tiệm nail. Hiện nay ngành nail đang là một ngành hot, vì vậy mọi người không chỉ đổ xô nhau đi học nail mà sau đó họ còn có ý định mở tiệm nail. Nhưng để thành lập và phát triển trong thị trường cạnh tranh này thì cần phải có những bước chuẩn bị kỹ càng. Đây cũng là một ý tưởng kinh doanh ít vốn hay và hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao. Không cần đầu tư quá nhiều, chỉ với khoảng 10 triệu đồng là bạn đã sở hữu một tiệm làm móng nho nhỏ. Tiệm làm móng cũng không cần quá rộng, chỉ cần không gian khoảng 20-25m². Một chiếc tủ kính để đồ, vài ba chiếc ghế và kệ để chân, chậu ngâm chân, bát ngâm tay, máy mài móng, kềm rũa, kéo cắt, v.v. Một phần nữa đó là sơn móng và phụ kiện. Khi mới kinh doanh, bạn nên nhập sơn móng với số lượng vừa phải và lựa chọn các màu phổ biến, hợp xu hướng, được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó, một số phụ kiện như nhũ, hạt cườm, đá, sen, móng giả, v.v. cũng cần có để đáp ứng nếu khách hàng yêu cầu. Với ý tưởng kinh doanh ít vốn này, để có thể làm nên những bộ móng đẹp, làm hài lòng khách hàng, thì bạn nên tham gia một khóa học làm móng chuyên nghiệp, nâng cao tay nghề nhé! Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều người đã khởi nghiệp thành công từ đôi bàn tay trắng. Vì thế, chẳng có gì có thể làm khó cho sự nghiệp kinh doanh của bạn khi bạn sở hữu tay số vốn 20 triệu đồng. Hãy bắt đầu lên kế hoạch và thực hiện giấc mơ khởi nghiệp kinh doanh của bản thân nhé. Nếu bạn còn phân vân, hãy cùng bí quyết thành công điểm lại. Vốn 20 triệu, kinh doanh gì để lãi lớn? 1. Kinh doanh phụ kiện điện thoại. 2. Kinh doanh đồ ăn vặt online. 3. Bán đồ ăn sáng. 4. Kinh doanh quần áo thiết kế. 5. Kinh doanh trà đá. 6. Kinh doanh đồ nướng. 7. Mở cửa hàng trái cây. 8. Mở tiệm nail. Hy vọng rằng qua những chia sẻ của bí quyết thành công, các bạn sẽ lựa chọn được cách kinh doanh phù hợp nhất với bản thân chỉ với 20 triệu trong tay. Có bí quyết, ắt sẽ thành công.